Người chết đang tắt. Yêu cơ, ngươi muốn giết bao nhiêu người thì ngươi mới chịu dừng ta lại? Lão hòa thân thú, trên đời này có rất nhiều người, ngươi có thể cứu được bao nhiêu người? A Di Đà Phật, bậc tăng không muốn thu phục nhà ngươi là bởi vì thấy nhà ngươi tu luyện đã khá lâu. Ta muốn đưa ngươi về hướng thiện. Người tốt vậy sao? A Di Đà Phật. Được, ông móc tim ra cho tôi coi thì tôi sẽ tin. Vậy ngươi hứa gì đó đi. Được, ta sẽ hứa là trong vòng 500 năm ta sẽ không làm hại bất kỳ người nào khác. Tổ, tuệ sanh đại sư, Phật tổ cũng có thể cắt thịt cho chim mừng ngành. Hú hồ chi ta chỉ mang tim ra thôi, thì có gì đâu là lớn lao. Tốt lắm, móc đi. Mau móc tim ra. Đại sư. Người nuốt lời hả? Bây giờ ta ma đạo hợp nhất, thử coi ai có thể thu phục ta. Trong số hòa thượng ta gặp, phải nói ngươi là hòa thượng ngu nhất. Ta không nhiều lời với ngươi nữa. Đại sư, cứu tôi! Đại sư, cứu thế giới! Tiền đồng, người đã moi tiền để hiến cho ác mà. Người có cảm thấy hối hận không nào? Bồ Tát, đệ tử không hề cảm thấy hối tiếc về việc này. Đệ tử có duyên với yêu mà quỷ quái, nên đệ tử muốn Bồ Tát để cho đệ tử được toại nguyện. Số trời đã định, khó lòng tránh khỏi. Người lại xuống dưới phàm trần lần nữa, thì đời đời kiếp kiếp của người sẽ phải chịu khổ trong kiếp luân hồi. Yêu nghiệt kia, người đã nói ra mà không giữ lời, sau này thì nhà người sẽ bị trừng trị. Tiền đồng, người cố gắng cẩn thận. Đồ chết tiệt, người chết không chết cho rồi đi. Bà sẽ làm cho đèn của người tắt trước rồi giết người sau. Người thổi tắt là được rồi. Sư phụ à, sao nó yêu cơ ra sao? Cô ả đã chịu ẩn náu 500 năm để chờ đợi ma nữ của giới ma chào đời. Nếu mà bọn chúng kết hợp lại thì thiên hạ sẽ đại loạn. Bọn yêu ma sẽ thống trị thế giới loài người. Và kể cả các vị chư thiên thần Phật cũng không thể nào làm gì cô ta. Nếu mà theo như sư phụ nói thì con ma nữ đó sắp chào đời rồi. Vậy ta chỉ cần cướp con ma nữ đó ra được rồi. Mẫn Nhi, con nói đúng lắm. Cho nên ta phải cướp con ma nữ đó trước khi tà cờ tới. Hay lắm, vậy sau này con có thêm một người em nữa rồi. Sư phụ à, khi nào chúng ta đi cướp con ma nữ đó nào? Sư phụ à, có phải giống vậy không hả sư phụ? Không ngờ bọn yêu ma lại nhanh như vậy. Ma đạo, ma, sư phụ à,
Đừng ma nữa. Nếu mà còn ma sẽ không kịp đó. Quý nô, hãy canh chừng quả trứng này. Mẫn Nhi, Mẫn Nhi, con tránh ra. Sư phụ à, sư phụ, đừng mà, đừng làm vậy. Hắn ta thích con thỏ trắng như vậy, chắc chắn ta không phải là người xấu đâu. Đừng với hắn ta mà. Con quỷ nô này có duyên với con. Ơn hôm nay sau này trả. Mẫn Nhi, con phải nhớ, khi sư mẫu con được 18 tuổi, con phải kiếm một người chồng cho cô ta. Người này phải đẻ vào ngày dương, tháng dương, năm dương. Sau khi họ động phòng, đồng chinh bị phá, thì yêu khí của sư mẫu con sẽ không còn. Cho dù lúc đó ta có tìm đến cũng vô dụng thôi. Dân Kiểu, Dân, đại sư tỷ, cuối cùng sư tỷ cũng tới rồi. Có phải sư phụ nhờ tỷ nói với muội rằng muội khỏi lấy chồng không? Không phải đâu, thấy à, tỷ cố tình đến đây tiện muội đó. Tại sao nhất định muội phải lấy chồng chứ? Nhị không muốn lấy chồng, bởi vì muội là thất tinh nữ. Thất tinh nữ gì nào? À, không có gì đâu. Có nghĩa là sau khi muội lấy chồng sẽ được đại phú đại quý đó. Muội không cần đại phú đại quý, muội không muốn lấy chồng. Thấy thấy, muội đừng làm vậy mà. Chẳng lẽ muội không nghe lời sư phụ sao? Đại sư tỷ à, muội nhớ sư phụ lắm. Sư muội à, chừng nào rảnh tỷ sẽ đến thăm muội. Trời sắp sáng rồi, nếu không sẽ không kịp đó. Muội đi mau. Vậy muội đi nhá. Thầy, muội phải nhớ, bất cứ giá nào cũng không được phép tháo sâu chuỗi Phật này ra nhá. Tại sao vậy? Bởi vì nó sẽ phù hộ cho muội được hạnh phúc. Vậy muội đi đây, đi đi nhanh lên. Đại sư tỷ à, tỷ phải đến thăm muội nhá. Được rồi, đi. Nhanh lên nào, nhanh lên, nhanh lên. Cô gia, Hoa Kiệu tới rồi, Hoa Kiệu tới rồi. Tôi đâu có phải là Tân Lan đâu, làm sao tôi đá kiệu được? Đúng. Chúc mừng Liêu lão già. Hoa Kiệu tới rồi, mau gọi công tử ra đá kiệu đi. Tôi đã cho người vào gọi rồi. Oh,
Nè, anh làm gì vậy? Làm sao anh có thể bay được? Tôi đã nói rồi, bọn thuật sĩ giang hồ chỉ nói xạo thôi. Làm sao mà bay được chứ? Bây giờ anh tin chưa? Tôi có tin là trên đời này lại không có thần tiên. Tiên hay Phật thì tôi không biết có hay không. Nhưng tôi biết có một kẻ phàm trần ngu ngốc thôi. Cô ta này đang kẹt, nhanh lên đi nào. Nè, anh họ, anh cũng biết là em một lòng một dạ chỉ muốn học pháp thuật thôi. Giờ ba tôi lại bắt tôi lấy vợ. Anh hãy nghĩ cách cho em đi. Cứ em giới nhanh lên nào. Nghĩ cách gì chứ? Giờ em phải làm sao đây? Còn làm sao nữa chứ? Không lẽ anh muốn tôi cưới vợ giùm anh, động phòng cho anh nữa sao? Đúng đó, tôi muốn anh lấy vợ giùm tôi đó. Tạm biệt nha. Quá giờ sẽ không hay đâu. Được rồi. Lão gia, lần này chết rồi. Thiếu gia đã bỏ đi rồi. Hả? Mày nói sao? Liệu lão già Tân Lan bỏ đi rồi, giờ tính sao? Đúng đó, bây giờ tính sao? Tôi không biết. Tôi nói, ông hãy mau cho người đá kiểu qua đi. Sau đó đưa bao lì xì cho tôi. Nếu không, tôi sẽ báo quan. Không phải vậy chứ. Thôi được rồi. Đá kiểu qua đi nào. Qua đây. Đây chính là một nhiệm vụ vinh dự cho anh đó. Đá đi. Đá hả? Đúng vậy. Sao được chứ? Để không được nào. Tốt lắm. Một câu không được, tôi sẽ trừ 3 năm lượng. 2 câu là 6 năm, 3 câu là 9 năm. Ông mà trừ kiểu này hả? Tôi phải làm trong suốt đời đó. Vậy đá không nào? Đá không? Được rồi. Anh không đá, tôi tiếp tục trừ. Đá. Yêu quái. Ông tưởng tôi muốn lấy con trai con lắm sao? Ông tưởng con trai con ngon lắm sao hả? Không, tôi bị ép thôi mà. Không phải đâu, anh ta tự nguyện. Tôi bị ép. Liệu chứng? Nếu mà tôi gặp được anh sẽ biết tay tôi. Đi rồi. Đúng rồi, cô ta bay đi rồi. Sư phụ, sao sắc mặt của sư phụ lại tệ vậy? Tại sao vậy sư phụ? Tuổi tác của sư phụ đã cao rồi. Sư phụ không còn hơi sức nữa. Sư phụ sẽ không sao đâu. Mận Nhi sẽ truyền nỗ lực cho sư phụ. Con đừng làm gì nữa. Sư phụ không còn hơi nữa đâu. Sư phụ, con hãy nghe ta nói. Số trời đã định, số kiếp khó thoát. Nếu mà hiện sự thấy không như ý muốn và nó không cách gì động phòng được, thì con hãy nhớ trước rằm tháng 7 con hãy giết sư muội con. Sư phụ, con hãy nhớ lời ta, biết chưa nào? Sư phụ, Mận Nhi biết mà. Con đừng đau lòng. Tuy rằng sư phụ đã viên tịch rồi, nhưng mà sư phụ sẽ không bao giờ rời khỏi đây đâu. Chẳng qua sư phụ tiếp tục tu luyện ở một nơi nào khác để luyện thành chính quả. Khi cần, sư phụ sẽ xuất hiện ở đây giúp đỡ các con. Sư phụ, ta đi đây. Sư phụ nhớ bảo trọng. Lệnh bạn, hãy giúp tôi đuổi con muỗi này đi. Ai, ông ở đâu? Trên này nè. Ông làm gì trên đó? Tôi luyện thiên tầm công. Đừng nhiều lời, giúp tôi đuổi muỗi đi. Làm ơn đi được không nào? Ông trên cao làm sao tôi đuổi được? Được rồi, đợi một tí. Con này hả? Đúng vậy. Được. Cảm ơn. Sư phụ, có yêu cách đây 30 dặm. Ta động được chưa? Đừng manh động, tiếp tục dò la. Dân. Bác là yêu quái nữa hả? Vậy thì nhất định là tiên rồi. Cuối cùng tôi cũng tìm được rồi. Bái kiến sư phụ. Nè, anh đây hả? Anh là sư phụ của anh. Sư phụ, ba ông cách con yêu 10 dặm. Hành động được chưa sư phụ? Chưa. Tiếp tục dò la. Dân. Sư phụ à, tôi rất muốn học phép. Hãy nhận tôi làm đệ tử đi. Anh nên đi mau, nếu mà coi yêu quái tới sẽ không kịp đâu. Sư phụ, coi yêu quái đã gần chúng ta, hành động được chưa? Sao không mau thả ta xuống? Dân. Sư phụ à, không tháo được, giờ tính sao đây? Không tháo được hả? Ngươi đi chết đi. Dân, coi đi chết. Nè, coi đi chết đây. Tôi đã dạy anh rồi, đừng manh động mà. Chết rồi. Nè, anh làm gì vậy? Hãy mau thả tôi xuống đi. Nếu không, cả chúng ta sẽ tiêu đó. Được. Tôi thả ông xuống, ông chịu nhận tôi làm đệ tử không? Cái thằng nhóc chết tiệt này dám uy hiếp ta vào lúc này hả? Thôi được.
Cảm ơn sư phụ. Nè nè nè, ngươi làm gì vậy? Chết rồi. Sư phụ. Sư phụ, sư phụ không sao chứ? Được rồi, đừng đánh nữa. Sư phụ giờ đến nữa bắt được yêu quái nữa hả? Chuyện nhỏ thôi, chỉ là một con gián thôi mà. Đi thôi, nhanh lên. Sao trời mau tối quá vậy? Chạy mau. Nhanh lên nào, nhanh lên. Sư phụ đang thở hả? Đúng. Sao sư phụ chỉ nói là con gián thôi? Đúng là gián, không tin mở cửa cho anh coi nè. Trời ơi, con gián này lớn quá. Đóng cửa lại. Sư phụ, tỉnh lại, tỉnh lại. Tỉnh rồi, còn đánh nữa sao? Người dám chơi ta hả? Ta thu. Còn chưa chết nữa hả? Ta hút. Sư phụ không sao chứ? Ta không sao, lấy pháp khí cho ta. Không phải thứ này. Lên. Lên. Lên nào. Sư phụ có tài. Ta cũng không biết tại sao nữa. Trời, ta biến. Ta biến. Ta đã nói rồi, gặp yêu quái phải thông minh một tí. Lúc nãy sư phụ nói, ta không nói gì hết. Cầm lấy, hãy đến học viện thần tiên chờ ta. Vậy có nói là Khâu Thứ Nam giới thiệu là được rồi. Cảm ơn sư phụ. Đi nào. Thỏ trắng. Chút xíu nữa ta dặm chúng ngươi rồi. Sao thơm quá vậy? Lên bạn, học viện thần tiên đi hướng nào? Làm sao tôi dám được chứ? Vậy tôi không khách sáo đâu. Wow, ngon quá, thơm quá. Nó bằng gì vậy? Hả? Chuột chết. Cứu tôi với. Yêu quái, ma.
Kim thân, tại sao lại có kim thân? Ma, ma, ma. Anh đừng sợ, tôi đã đuổi con ma đó đi rồi. Cảm ơn cô nương, đại ca sáu. Chỗ này rất nguy hiểm đó, anh hãy mau rời khỏi chỗ này đi. Nè, 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 cô nương ạ. Thật ra tôi muốn học phép thuật. Cô có biết học diễn thần thi ở đâu không? Thiên ngoại thiên, động trong động, sơn trong sơn. Tôi là đâu? Phía sau ngọn núi này. À vậy... Là tiên. Học diễn thần tiên. Mình phát tài rồi, mình phát tài rồi. Sư huynh à, hôm nay chúng ta chơi trò gì nào? Hôm qua chơi giết khỉ, con khỉ chơi chết rồi cũng không vui. Hôm nay ta chơi gì nào? Hôm nay chúng ta chơi cương thi. Hay lắm, hay lắm. Cắt đi. Là cái gì chứ? Chỉ có mấy giọt máu thôi mà. Sư huynh à, bây giờ tính sao? Bây giờ mình chơi trò câu cá. Câu cá hả? Bà sẽ là người câu cá. Để là cần câu, còn để này là mồi câu. Sao lại là để? Đang con cá lớn quá, cầm lấy. Kéo đi nào, kéo đi. Sư huynh à, có động tĩnh rồi. Còn không mau kéo nữa. Hết rồi hả? Chỉ có một con thôi sao? Sao để ra sớm quá vậy? Người ta sợ mà. Đừng mà. Sư huynh à, lại có động rồi. Làm gì mà gấp vậy? Lát nữa hỏi kéo. Làm gì mà la lớn dữ vậy? Trong đó có bao nhiêu con? Nhiều lắm, nhiều lắm. Kéo đi. Để kéo không nổi. Kéo mạnh lên, mạnh lên. Thu hoạch khá lắm, tuyệt vời. Sư huynh à, hay là mình chặt chân của họ coi họ có nhảy được hay không? Được không hả? Chặt cái đầu của đệ. Không, ta đốn họ đi. Hay là cho họ đụng đầu đi. Hay lắm. Mạnh lên nào. Mạnh lên. Tuyệt vời, tuyệt vời. Mạnh lên nào. Sao ba anh lại ăn hiếp người ta? Nè cô à, họ không phải là người. Họ là cương thi đó. Cương thi cũng là người đẻ ra. Chẳng lẽ cô biết đẻ sao? Cô để thử cho tôi coi đi. Nè nè nè, đừng đi, đừng đi. Khó khăn lắm tôi mới kéo họ ra được. Vậy mà cô thả họ vào. Anh đâu đâu, hiếp cô ta. Kéo búa bào, ta đánh. Kéo búa bào, ta đánh. Nè, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà. Ta đánh, ta đánh. Chẳng lẽ bọn chúng tìm được người giúp đỡ rồi sao? Sao nhanh vậy? Sưng hết rồi. Mình đi thôi. Đi hết cả rồi. Tốt lắm. Mình sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Có hắn ta là sao? Khuya vậy còn có người lưỡng công nữa sao? Anh chàng này thư sinh như vậy, dường như không giống họ. Tại sao hôm nay mình gặp toàn là những cô gái kỳ quặc? Cô lưỡng công hả? Đúng vậy. Anh tìm nhà hả? Đúng vậy. Chán sống rồi, chê tôi hả? Bóp. Có chuyện sau lưng. Một cái tay. Chết rồi, cánh tay của tôi. Sư huynh à, thì ra là các ngươi. Đứng im. Các người dám giỡn với tôi hả? Biến. Không, không được rồi sư huynh. Ta đi thôi, bọn chúng đông quá. Hai đứa chết thì tụi bay, mau vào đây nào, nhanh lên. Vào đây, dân dân dân. Sư huynh à, ta đi thôi. Thằng chết tiệt, mày làm hư chuyện của tao. Mày giỏi lắm. Sư huynh à, để đâu có muốn. Người đâu cả rồi? Cái chuông.
Thằng chết tiệt, tao gặp lại mày, mày sẽ chết với tao. Đúng đó sư huynh, đúng đó. Nè nè sư huynh à, chịu đau một tí nha. Đây là thuốc gì vậy? Cuối cùng mình cũng tới nơi. Trò cũ, trò mới. Đúng cái này rồi. Khóc cái gì chứ, có người cáo chua kìa. Mau chuẩn bị đi nào. Dân, hoan nghênh quý khách tới đây. Thần tiên Tiểu Mai, sư huynh à, nương tay một tí nha. 5 phần công lực. Ôi đau chết đi được. Hay quá. Đại Mai, không chơi đâu, tôi không chơi đâu. Sư huynh à, 1 phần công lực được không? 10 phần công lực. Đừng mà. Quả nhiên là cao nhân. Là cái thằng chết tiệt này. Thả tôi xuống nào. Là hắn ta. Sao hả sư huynh? Giết hắn cho ta. Huynh kêu đây thả xuống mà. Không phải là người mà là hắn ta. Dân, là cô sư phụ kêu tôi đến đây mà. Không nể mặt, giết hắn ta là giết sư phụ đó. Không nể mặt, sư phụ sẽ giết anh. Không nể mặt, sư phụ sẽ thiến huynh. Không nể mặt. Sao cũng được, kiếm tiền là quan trọng nhất. Câu này nghe nó hay đó, hay lắm. Chúc mừng anh đã tới đây, chúng ta là người nhà cả. Dạ, tôi là đại đệ tử của phái Truyền Chân. Tôi tên là Thiên Lương. Anh đã bước vào cánh cổng này rồi thì chúng ta là người nhà. Chúng ta sẽ có quy tắc riêng, đúng vậy. Không ngủ không nghỉ, đúng. Không ăn không uống, đúng. Không bài không tiết, đúng. Bất tam bất tử, đúng. Bất nam bất nữ, đúng. Bất luận điều gì, đúng. Cuối cùng là không là gì cả, đúng. Điều quan trọng nhất là không chú ý đến dinh và phu quý, đúng. Là nói nha. Nè, nè, sao lấy tiền của tôi? Đóng học phí đó. Đưa bi lai cho anh ta. Nè, sao đưa cục đá cho tôi? Biến đá thành vàng đó. Từ từ rồi sẽ biến thành vàng thôi, đồ ngu. Nè, chờ tôi giới, chờ tôi giới. Chuyện gì nào? Khi nào tôi sẽ biến thành tiên nào? Đau không nào? Đau, đau lắm. Đau có nghĩa không phải là tiên, là người phàm trần. Chừng nào anh cảm thấy không đau thì anh sẽ là tiên, biết chưa nào? Khoan đã, cái tay của anh. Đưa đây, ăn cơm. Dân, sư huynh à, chừng nào chúng ta chia tiền? Phải vậy cho hay nha, nếu không sẽ không được chia tiền. Hôm nay chúng tôi cố tình làm những món này để chiêu đãi anh. Cầu nguyện. Thịt gà, thịt cá, sơn hào, hải vị, biến. Mở ra. Ta nói mở nắp ra mà. À, dân, dân, dân. Wow. Ăn đi nào. Nè, các người này vậy? Ông ta là khách mà, phải gấp đồ ăn cho khách chứ. Đúng rồi, đúng đó. Ăn gà đi. Ăn sơ sơ đi nào. Nè, ăn đi. Anh còn chờ gì nữa, ngon lắm đó. Ăn cái đùi gà đi. Nè, đúng rồi, ăn đi. Sao lại không ăn? Anh không để mặt chú tôi hả? Không phải, không phải. Không phải thì ăn đi. Nè, chén của anh toàn là đồ ăn. Sao còn gấp đồ ăn nữa? Ngon lắm, ngon lắm. Hôm nay mùng mấy? Mùng một. Mùng một hả? Hàng gì? Tôi đã nói rồi, cứ rằm vào mùng một thì phao câu tôi ăn. Mà trong đó còn một dĩa nữa. Đừng ăn nhanh quá, ăn từ từ thôi. Tôi vào trong lấy. Ăn từ từ thôi. Thôi được rồi, ta ăn đi. Giờ lên nào, ăn đi. Ở đây còn một dĩa nữa. Nè, tôi mới đi khỏi thôi, sao anh ăn luôn cái đùi gà hả? Sư huynh à, ăn đùi gà đi. Anh chơi tôi hả? Toàn là xương không? Làm sao ăn được chứ? Các anh có biết không, bây giờ làm lớn khó lắm. Đại sư huynh là vậy đó, vất vả lắm. Nè,
Đừng giải trò nha. Sao vậy? Bất quá chúng ta cùng nhịn đói. Anh nói toan dụng hả? Đúng. Toàn giáp đâu? Anh làm gì đây hả? Ở đây có nhiều đồ ăn quá. Vậy sao? Bộ anh thấy sao? Đại sư Quân à, tôi thích ăn những món này hơn. Anh đúng là khờ quá đi. Ở ngoài đó có nhiều đồ ăn ngon như vậy, sao lại không ăn? Lại ngồi đây ăn những món này chứ. Đúng là kẻ phàm trần. Lũ chết tiệt tụi bay. Chơi tao hả? Phải chết tiệt nào chơi tao. Đồ chết tiệt tụi bay. Mấy em về rồi. Đã quá đã quá. Bé sư tỷ về rồi hả? Qua vào trong trước đi nào. Sư huynh à, sư huynh có chiêu gì để cô gái không? Đúng đó đại sư huynh, dạy tụi em đi. Có chứ, đó là phép thân hồng điên đảo của bổn môn phái. Nhưng mà ta phải dùng nhang để dẫn đường. Có nhang không? Có. Hay lắm, lũ chết tiệt tụi bay. Chơi tao nè. Bay, qua đây. Anh thật thà nhất, sư huynh dẫn anh đi cô gái. Tôi. Sư huynh à, đừng ồn ào. Sư huynh à, em không biết cô gái đâu. Em mới về nhà. Anh đừng có lộn, tôi cô gái, anh canh chừng giùm tôi. Bây giờ tôi sẽ xuất hồn vào trong. Anh vào đây canh chừng cái xác này giùm tôi. Biết chưa nào? Sư huynh à, xuất hồn đại pháp là sao hả? Có nghĩa là linh hồn của mình rời khỏi thể xác mình, nhập vào cái thứ khác. Dần, dần. Dân ơi hãy mở cửa ra. Dân ơi hãy mở cửa ra. Sư tỷ à, có tin gì của ma nữ chưa? Tôi đã bám theo quỷ nô lâu lắm rồi nhưng mà không phát hiện ra. Mận Nhi, sư phụ. Các con đứng dậy đi. Sư phụ tu luyện ở Cửu Hoa Sơn phát hiện có biến, cho nên đích thân sư phụ đến đây để thông báo cho các con biết phái Di Bà sẽ gặp phải kiếp nạn. Kiếp nạn hả sư phụ? Lúc đó sẽ có kim thân là hắn xuất hiện hỗ trợ cho các con. Sư phụ à, đệ tử không hiểu. Con ráng đọc nhiều kinh sách rồi con sẽ hiểu thôi. Thiên cơ bất khả tiết lộ, con sẽ từ từ ngộ ra thôi. Ngộ ra? Sư phụ, làm sao mới có thể ngộ ra được? Con muốn ngộ ra được thì con phải tự tìm hiểu. Nó ở trong con người của con. Nói cho cùng là các con phải cẩn thận. Sư phụ đi đây. Sư phụ. Sư phụ. Sư tỷ à, bây giờ tính sao đây? Đúng đó sư tỷ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Sau này chúng ta cố gắng đọc thêm nhiều kinh sách nha. Có chuyện gì nào? À không có gì, chỉ là con bọ thôi. Tam sư tỷ à, sư tỷ luôn thích ăn hiếp người ta. Ôi nóng quá, nóng chết đi được. Khuya lắm rồi, chúng ta đi tắm rồi đi nghỉ. Đi tắm hả? Phòng tắm, ở bên đó. Thầy à, bộ thật sự không muốn đi tìm anh chàng đó hả? Đừng nhớ anh ta nữa. Tôi hiểu, nếu mà trước ngày rằm tháng 7 không tìm ra anh ta, Mỗi sẽ làm sao? Không có gì, chỗ này sau này nói. Vậy mua đi tắm chứ. Cuối cùng mình cũng tới phòng tắm rồi. Đúng rồi, mình tìm chỗ trốn trước đã. Thật là vô lý quá đi. Đi kiểu qua đến trước cửa nhà người ta, vậy mà Tân Lan lại bỏ trốn. Cuối cùng không lấy được chồng mà còn về đây nữa. Nếu tôi mà là cô ta hả? Tôi đã nhảy xong tự tử từ lâu rồi. Phải vậy không hả? Dạ. Trả lại khăn tắm cho tôi. Trước đây là của cô, nhưng mà cô đi rồi thì là của tôi. Ai biểu cô chưa lấy được chồng? Vậy sư tỷ à? Vậy mà sư tỷ chịu được sao? Đúng đó.
Sư tỷ hay lắm, hay lắm. Trả cho tôi, trả cho tôi. Đây là khăn của tôi mà. Trả cho tôi nào. Của tôi. Là của tôi mà. Buông tay ra. Buông tay ra nào. Buông ra. Trả cho tôi. Sư huynh. Hay lắm. Mỗi người một miếng. Không ai được xài. Dành giật cái gì chứ. Từng người xài cũng được mà. Đừng lớn tí vậy. Xà bông. Xà bông đâu? Chào cô, đừng có hét lên, tôi là Đặng Thiên Lương. Có chuyện gì nào? Sao có tiếng của đàn ông? Cô nói chuyện với ai nào? Đâu có, đàn ông nào? Đúng đó, tôi cũng nghe được mà. Làm gì có đàn ông? Các cô nghe lầm rồi. Sư huynh, sư huynh, sư huynh làm sao vậy hả? Tí xíu nữa tôi đã chết ngợp với cô rồi. Nè, anh. Wow, đã quá đi. Anh là cái đồ chết tiệt. Tam sư tỷ à, tôi đang nói chuyện với cô xà bông hả? Đâu có, tôi đang hát mà. Xà bông cô xài xong chưa, đưa cho tôi đi. Xà bông này cô không xài được. Tại sao nó không xài được? Có lộn không vậy? Chủ là cùng xài cùng xà bông này mà. Tại sao không được? Tụi nó không được là không được. Tam sư tỷ à, thì ăn hiếp người ta quá đi, đưa cho tôi. Không được. Đưa đây nào, đưa đây. Đây nè. Chụp lấy. Đây nè. Trả lại cho tôi. Cô có bản lĩnh thì tới đây lấy đi. Chụp lấy. Hay lắm. Không ai có xà bông dùng. Không sao, mình cũng tắm xong rồi. Tránh đường, tránh đường. Cô làm sao vậy hả? Có ma, có ma, có yêu quái, có yêu quái. May mà mình có chiêu này có thể thoát ra khỏi đây. Chứ rồi tối mình phải trốn đã. Đâu, đâu, đó kìa. Ở trong cái bồn cầu đó. Trong bồn cầu có yêu quái. Ở trong đó đó. Người có bọn truyền chân. Đại sư tỷ à, giờ chúng ta phải làm sao? Ta sẽ qua bên đó nói chuyện với triệu môn cọ. Thiên Lương. Người gì đâu mà thúi quá vậy? Chắc là lại dùng xuất hồng đại pháp để cô gái nữa rồi. Thiên Lương, về đi nào. Thiên Lương, về đi nào. Vô lý. Chắc là mấy em đẹp quá cho nên không muốn về. Tiếp tục. Tốt. Thiên Lương, về đi nào. Thiên Lương, về đi nào. Về đi nào. Về đi nào. Về đi nào. Thiên Lương, về đi nào. Sư phụ. 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 Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Còn đánh nữa sao? Sư phụ tỉnh lại hay quá. Lúc nãy ai đánh ta? Đâu có ai. Tao đâu có hỏi có ai không. Tao hỏi lúc nãy ai đánh ta. Chết rồi. Bạch trưởng môn, khuya dậy con chưa ngủ nữa sao? Khâu thứ năm. Có tôi. Sư tỷ à, đừng nói như hắn ta. Bọn chúng là người cùng một ruột cả. Anh là gì vậy? Chơi trò 15-20 hả? Bạch trưởng môn. Đang nói chuyện đó, nhìn cái gì nào? Đặng Thiên Lương làm bậy. Bây giờ ông tính sao đây? Đơn giản thôi. Cô giao nó lại cho tôi giáo dục nó là được rồi. Ông đừng hòng. Chúng tôi sẽ nhốt hắn ta đây 3 tháng. Để hắn ta ăn cho nó. Hả? Vậy là nhốt tới qua trung thu. Bọn háo sắc như vậy. Hay là ta đốt cho hắn ta chết luôn đi. Đúng. Để ngàn coi thấy sao. Đừng tàn nhẫn vậy. Thế hắn ta là được rồi. Hả? Nói không xong rồi. Để tôi coi. Thu phương bể rồi. Chạy đi nào nhanh lên.
Nghe đây, hôm nay ta sẽ dạy các con luyện đơn. Có đơn thì phải có lò, mà có lò thì nhất định phải có đơn, phải không nào? Còn người canh chừng lò luyện đơn sẽ nhìn thấy rất rất nhiều ảnh ảo. Cho nên người canh chừng lò đơn phải có đủ tịnh lực. Nói vậy nào, vậy đi. Lệ Biến hả? Sư phụ lại là con hả? Đúng, có ba anh còn lại nữa chứ. Sư phụ à, có phải con sẽ nhìn thấy rất nhiều ảnh ảo không? Đúng, chỉ là ảo giác thôi. Nhớ, trong quá trình này nếu có ai hỏi con gì cũng không được phép trả lời, nếu không sư phụ sẽ thiến con. Chưa xong mà đã nóng vậy rồi. Thôi được rồi, những người còn lại theo ta đi nào. Nè, nhầm ông đại pháp là sao hả? Tới nơi sẽ biết thôi. Lúc nào cũng chơi xấu thôi. Sao nhiều khó quá vậy? Cái nào dám đặt lò luyện đơn ở đây nào? Hãy mau cho ta biết danh tánh. Không được đói, chỉ là ảo giác thôi. Nói mau, coi như không nhìn thấy. Dám coi ta không ra gì hả? Quỳ hiếp ta hả? Cho dù ông có bạc cho tôi rất nhiều cô gái tôi cũng không nói. Ông có cho thêm nhiều em tắm cho tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không nói đâu. Tuyệt đối tôi không nói. Người kiên quyết vậy hả? Được, ta sẽ đánh cho người chết. Mình có ngực. Sao mình không có râu? Mỹ nữ. Rượu đa biến. Hay lắm. Này người đẹp, vì chúng ta động phòng nha. Xin chúc mừng bà là một đứa con trai. Đã chưa nào? Xin chúc mừng lão gia. Thiếu gia rất đẹp trai. Đẹp trai hả? Tức là không giống ta. Để ta coi. Bà Khâm, bà ra quan hệ gia nào? Bà dám lăng nhăng với người ta hả? Nói mau, nói. Bà không nói, tôi đập chết đứa con này. Nói mau, có phải bà lăng nhăng với người khác không nào? Không nói hả? Tốt lắm, đi chết đi nè. Con ơi, ôi con ơi, con ơi, con ơi, mẹ hãy chết con rồi. Đàn ông con trai khóc gì chứ? Bây giờ tiên đơn không còn nữa. Tình mẫu tử mà sư phụ hơi thì hơi thôi, nước mắt thì của con đó. Đi chết đi. Sư huynh à, sư huynh, lần này sư huynh đi cô gái để lại canh chừng hả? Có phải đâu, riêng gì chúng ta cùng đi rồi. Có phải để rất muốn cua con nhỏ mắt to sao? Có phải là cua, để chỉ muốn trả đồ lại cho cô ta thôi. Thì cũng vậy thôi. Dạ nhá, con nhỏ lớn là của tôi, nhỏ là của anh. Dễ dàng hơn cả mình nữa. Nè nè nè, vô bên đó kìa. Bên đó hả, cầm lấy. Đây là lá bùa dán vào, đây là thuốc tàn hình. Bây giờ chúng ta chia nhau đi, ai nấy cua. Dân, nè sư huynh à, sao còn đứng đây? Có phải tôi đã nói là tự kiếm ăn sao? Tôi đến 1 đến 3 chúng ta sẽ cùng vào. Sư huynh, chết rồi. Nè, để đi đâu? Quay lại cứu ta. Ha ha ha!
nương à, là tôi đây mà. À, thì ra bọn sát ma là đệ tử của phái Truyền Chân. Họ đến phòng tôi cái đồ gì nào? Không, không phải, không phải. Tôi không có ý đâu. Không có ý hả? Không có ý ngồi lên giường tôi vậy còn có ý. Người có gần vào đây sao không dám xuất hiện hả? Đừng làm con rùa chứ. Người ra đây, ra đây nào, ra đây. Cô nương à, chắc cô hiểu lầm tôi rồi. Thực ra tôi cố tình đến đây là tôi muốn trả lại đồ cho cô. Trả lại đồ cho tôi hả? Tôi tin là mấy lạ đó. Ra đây, nha, ra đây. Một lệnh ra đây để tôi đâm cho anh một kiếm. Lúc đó tôi mới tin anh. Cô nói nha. Nè, chết đi. Nè, anh không sao chứ? Anh đang ở đâu nào? Anh ra đây đi. Nè cô nương à, cô rút cây kiếm ra đi. Nếu không thì tôi sẽ có sao thiệt đó. Nhanh lên. Nè, bây giờ cô tin chưa? Chút định thôi. Tí xíu nữa mất mạng rồi, vậy mà tin có một chút thôi. Nè, anh đừng đi qua đi lại được không nào? Được. Nếu như anh giống sư huynh của anh, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Cô đừng hiểu lầm, tôi không giống anh ta đâu. À đúng rồi, tôi biết cô lâu vậy, cô tên gì vậy? Không biết Nhị sư tỷ ngủ chưa, vào cho nó coi sao. Nhị sư tỷ, chết rồi anh, trốn đi, trốn đi. Tôi trốn đâu nào? Anh vào hướng nào ra hướng đó. Anh đi trước đi nào, nhanh lên. Nè, hai người đủ chưa? Hai người cùng nhau đi đi, tôi chịu hết nổi rồi. Nhanh lên nào. Chắc tôi chết quá. Mau kéo tôi ra nào. Không phải đâu. Thật ra anh cũng là loại người như vậy. Không phải đâu, không phải đâu. Cô nghe tôi giải thích. Cô đừng à, cô nghe tôi giải thích đã. Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Anh buông tay ra, anh buông tay ra. Mình vào nhà tắm trước đi nào. Sau này tôi sẽ không tin anh nữa đâu. Cô nữ. Anh em mau kéo tôi ra đi nào. Kéo nhanh lên. Sư huynh à, như vậy không phải là cách đâu. Hay là để ra ngoài nghĩ cách trước. Nhớ mau về đây nhá. Nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Lần này xin lỗi sư huynh nhá. Đồ chết tiệt, anh chơi tôi rồi. Đồ chết tiệt. Các cô đi tắm hả? Tôi không nhìn đâu, ngươi đừng hòng, đi chết đi nè. Quay người lại, quay lại. Vô liêm sĩ. Bộ nghĩ cũng không được sao. Sư phụ à, nếu sư phụ thích cô ta, nói cho cô ta biết đi. Bộ các người biết ta nghĩ gì sao? Tôi còn thấy sư phụ muốn gặp Bạch Trưởng Môn. Vậy bây giờ các người có biết ta đang nghĩ gì không? Chờ chậm tí xíu nữa ta sẽ băm các người thành từng miếng. Sư phụ à, tại sao các sư huynh đi hết cả rồi? Bọn không thấy tôi đang nghĩ gì sao? Sao không biết được sư phụ nghĩ gì? Đồ khờ khảo, ngốc nghếch, vô dụng. Mở miệng ra. Để làm gì? Mở miệng ra. Là cái gì sư phụ? Chỉ là con tạm thôi. Tạm hả? Bây giờ ta nhờ con chuyển lời đến Bạch Trưởng Môn. Vậy con nói gì? Người không cần nói gì cả. Người chỉ cần lấy danh nghĩa tay gặp cô ta là được rồi. Lúc đó tôi nói dẫn xe nói đó. Đi đi nào, nhanh lên. Nhanh lên. Dân. Biết làm sao chứ, vì tình yêu. Ráng nuốt một con thôi. Phật Nhật, thiên địa hữu tam đạo. Nhất Nhật, nhân gian, nhị yêu ma. Tam Nhật Bồ Tát, ái từ bi. Tu luyện thành công, ngồi trên liên hoa đại. Là hãng tái thế Phật Hoàng Chiểu.
trừ yêu trừ ma, hữu quyền cơ. Thật tế là kim thân là hắn. Ngày này sinh năm dương tháng dương ngày dương. Kim thân, đại sư tỷ, có người tìm sư tỷ. Ta biết rồi, ta sẽ ra ngay. Bạch trưởng môn, chẳng lẽ là hắn ta? Cho hắn lại. Lên, thả tôi xuống, giữ ta lại. Chẳng lẽ anh sinh vào ngày dương tháng dương năm dương? Đúng, sao cô biết? Anh ta gì nào? Liêu Chấn. Thì ra là anh. Ngành cứ vợ anh bỏ nhà ra đi. Chính anh đã bỏ rơi sư mũi của tôi sao? Sư mũi của cô? Gọi nhị sư tỷ ra. Dân, vợ tôi à? Bạch trưởng môn tôi. Anh không cần phải nói gì cả. Đợi cho cô ta ra đây. Anh từ từ nói. Anh sẽ hiểu thôi. Sư phụ tôi nhờ tôi đến đây gặp cô. Khưu Thứ Nam hả? Đúng, tôi là Khưu Thứ Nam. Đúng, tôi là Khưu Thứ Nam. Nhưng mà cô có biết tại sao tôi trong vòng 40 năm này tôi vẫn còn là đồng tử không? Chỉ bởi vì tôi yêu cô. Thật ra chúng ta là kim đồng ngọc nữ. Chúng ta cũng giống như Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên vậy. Chúng ta cũng giống như Đường Tam Tạng và Yêu Nhìn Nhà Anh vậy. Lòng của anh vẫn chưa thành. Tình yêu là một chuyện thiêng liêng. Cho nên tôi quyết định giao lần đầu tiên của tôi cho cô. Anh còn muốn giả bộ nữa hả? Sư phụ an tâm hả? May mắn kịp thời chuyển trắng ta. Ôi cái đầu của tôi. Lại tiếp tục nữa hả? Đồ chết tiệt, tôi phải đứng lại. Đứng lại. Đứng. Bay. Sao mà lâu vậy vẫn chưa rơi xuống? Em ơi, cảm ơn em. Đồ đi tiện. Sao em đánh anh? Sao cô ta đánh tôi? Chuyện này tôi có nói anh cũng không hiểu đâu. Anh về nhà báo lại sư phụ anh biết. Hãy nói với ông ta là ngày mai tôi hẹn ông ta ở sau núi. Vậy con cô ta? Được rồi, tôi sẽ khuyên cô ta. Anh về trước đi. Về trước đi. Dân. Sư phụ. Được rồi, đừng nói nữa, ta biết rồi. Có phải đâu, ngày mai Bạch Trưởng Môn hay sư phụ ở phía sau núi. Hẹn ta, đúng vậy, thật sao, đúng vậy. Chỗ này cô ta hẹn ta là muốn chơi ta. Cũng không đúng, có lẽ mình đã làm cho cô ta cảm động rồi. Cô ta nói hẹn là phải tới sao? Cô ta tưởng ta là thứ đàn ông không đàng hoàng hả? Có gì cô ngươi, ra ngoài đi. Sư phụ à, sư phụ thực sự không đi hả? Gì tới ngươi? Được, mình sẽ làm cho cô ta ngạc nhiên. Đẹp, quả như là đẹp thiệt. Đẹp quá đi. Tôi đợi cô lâu như vậy cũng đáng lắm. Mận Nhi, cô có biết trên cõi đời này người đàn ông nào yêu cô nhất không? Cô trưởng môn, dân tôi đây. Cô trưởng môn. Mận Nhi. Xin lỗi, ông hãy đợi tôi một tí. Khâu trưởng môn, hôm nay tôi đến đây muốn thương lượng với ông một việc. Chúng ta sẽ thương lượng nhau một hỷ sự. Khoan đã, tại sao cô cứ cười với tôi vậy?
Tôi đợi lâu vậy, cuối cùng cô ta cũng cười với mình rồi. Đúng, đúng là hỷ sự, là hỷ sự. Vậy cô quyết định đi. Vậy lại giờ này còn phải tiến hành ngay nữa. Cô quyết định đi. Khi nào? Tối nay. Tối nay hả? Tối nay tôi chưa dùng mi xong. Nếu qua tối nay sẽ không kịp đâu. Nếu gấp vậy, thật ra chuyện này tới giờ này rồi, tiến hành càng nhanh càng tốt chứ sao. Vậy mình làm ngay bây giờ đi. Ông là gì vậy? Cô nói phải động phòng ngay mà. Lúc nãy tôi nói là chuyện cô sư muội của tôi là thái y và đệ tử của ông. Tối nay họ sẽ tiến hành làm lễ ngay. Hả? Còn là vậy là sao? Tại sao là sư muội của cô và đệ tử của tôi? Mẫn Nhi, Mẫn Nhi. Lúc nãy bởi vì cô nói không rõ ràng cho nên tôi mới hiểu lầm. Được rồi, chuyện này bỏ qua hết. Nhưng mà ông hứa với tôi phải chấp nhận chuyện hôn sự giữa đệ tử của ông và sư muội của tôi. Với cô tôi, đừng lưỡng lự nữa. Qua tới này yêu cơ sẽ tới. Lúc đó thiên hạ sẽ đại loạn. Tôi không quan tâm. Tôi đã hứa với cô hồi nào? Nói nhảm. Cô trưởng môn, chuyện này rất quan trọng đó. Đừng khách sáo vậy, gọi tên tôi là được rồi. Tôi phải làm sao mới chịu chấp nhận nào? Trừ khi cô gọi tên tôi, nếu không có chết tôi cũng không chấp nhận. Được. Thật sao? Nhưng mà tối nay chúng ta sẽ tỉ thí với nhau. Ai thắng cuộc người đó sẽ quyết định hết. Cô nói gì tôi cũng không phản đối đâu. Cô muốn tỉ thí kiểu gì? Đấu cương thì. Được, được. Được. Cô nói nha, nếu mà tôi thắng rồi cô phải kêu tên tôi đó. Nhưng mà cô yên tâm đi, tôi sẽ không thua cho cô đâu. Cô trưởng môn, thật không ngờ công lực ông cũng cao như vậy. Ông có thể đi trên không khí nữa. Cô nói vậy là sao? Lòng giả phụ nữ thật độc ác. Lật lại đi nào. Sư phụ ngửa được không? Sắp được rồi, sắp được rồi. Nghĩ này chính rồi. Sư phụ à, sư phụ đang nghĩ ra chưa? Cho ta một miếng nào. Cho ta một thời gian đi nào. Sư phụ làm sao vậy? Nếu mà chúng ta thua cho bọn họ thì tiêu đó. Ta đang suy nghĩ mà. Lửa lớn quá rồi. Nhỏ một tí. Coi chuyện khác đó. Không còn thời gian nữa đâu. Sư phụ mau nghĩ ra đi nào. Sư phụ à, ăn một miếng đi. Được, được, được. Sư phụ hả? Vậy giờ các ngươi có còn coi ta là sư phụ nữa hay không? Các ngươi ăn uống thoải mái. Không cho ta ăn uống gì cả. Từ đầu tôi còn muốn nghĩ ra rồi. Đúng đó. Tới lúc thì chúng ta sẽ cho người cải trang thành cương thi. Vậy là được. Cái sách đề tiện vậy mà ngươi không nghĩ ra nữa hả? Sao không báo trước cho tao biết? Anh sẽ là cương thi. Anh ta. Đủ chết tiệt tụi bay. Lập đa. Lập đàn. Đàn lập xong lâu rồi. Còn lại hát gì nữa? Xin lỗi. Sao hả? Cô ta đã không? Đã lắm. Cô trưởng môn, chúng ta bắt đầu đi. Được, 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 được. Cô trưởng môn, hôm nay chúng ta tỉ thí với nhau. Nếu mà cho chúng ta có thể điều khiển cương thì chạy đến cái cây đó, thì coi như người đó chiến thắng. Ông tán thành không? Được, được, được. Con nói gì tôi cũng không phản đối đâu. Nè, ăn trái cây đi. Khỏi gọt giỏ. Được. Bắt đầu. Đứng im. Khâu trưởng môn, ông có muốn kiểm tra quan tài không? Không sao, cô có nói gì tôi cũng không phản đối đâu. Ăn trái cây đi. Thầy. Nè nè nè, thái cô nương, trên đó có dáng bộ mà. Chúng ta khỏi kiểm tra đi. Đồng các người thật là kỳ lạ. Tôi tin các người mới lạ. Cậu phải tin tôi không phải là loại người đó đâu. Anh tránh ra. Đau quá, đau quá. Đại sư tỷ, không vấn đề gì. Chịu khó một tí đi. Cô trưởng môn, mời ông trước. Cô trước đi. Được. Mở. Dậy. Đứng dậy. Quay. Dừng. Đứng dậy. Đứng dậy nào. Mẫn Nhi, có cần tôi giúp không? Vậy bây giờ tới lượt tôi nhé. Dậy. Dậy.
Vậy là công dùng gì? Thì ra dễ như vậy. Hàng tới đi nào. Lúc nào cũng chơi mình. Nè, nói lại, không phải đi mà là nhảy. Có phải hướng đó, hướng ngược lại kìa. Đồ ngốc. Ông tự mình làm đi. Nhảy đi, bộ không hiểu hả? Nhảy cái đầu của ông. Nhảy đi nào, đồ ngốc. Các đệ tử, nếu mà nó không nhảy, đánh cho nó nhảy. Chưa hết, đánh cho hắn ta nát mông đã. Sau đó đánh đầu. Đúng, tụi bay nhớ tụi bay ăn hiếp tao nha. Nhảy thì nhảy. Nhảy đi nào, nhanh lên. Dàn trận. Máu chó mực. Ta thích uống máu chó mực. Ta lại càng thích con gái hơn. Để tôi một tí. Gạo nếp. Cô có sao không? Các cô có sao không? Để tôi, tránh ra nào. Cô còn sao chứ? Để hỏi họ đi. Đứng lại. Anh đẹp trai. Ôi mẹ ơi. Chạy đâu đen. Cô tự vậy là có thể làm gì được tôi sao? Tôi nhảy nè. Nhảy nè. Như vậy cũng được. Nhảy nè. Các người chơi ta hả? Thả tôi ra. Có chuyện gì vậy? Đừng nằm đó nữa, mau đứng dậy đi nào. Nhảy lên. Tôi không đứng dậy nổi. Con cương thi này không nghe lời. Nó phát điên rồi, giết nó cho ta. Dừng. Anh buông tôi ra. Anh đè tôi muốn lép ngực luôn. Giờ có đau không? Thôi đừng nói nữa. Anh tránh ra đi. Tránh ra. Anh muốn đè chết người ta hả? Vậy tôi massage cho cô nhá. Dạ chứ, anh còn muốn làm nữa hả? Tôi thật sự muốn làm mà. Tôi xin lỗi mà. Tôi cho cô đè lại nhá. Tôi không nghe. Hai người phía sau im lặng có được không nào? Anh không sao chứ? Trẻ thơm. Anh đứng lại nào. Cô đừng đi mà. Đứng lại. Anh đứng lại. Cô đừng đi. Họ chơi vui quá, không phải lỗi của tôi đâu. Mưa băng, lại có sương mù lớn vậy nữa. Chắc chắn có chuyện lạ xảy ra rồi. Lạ gì chứ, hết mùa thu thì tới mùa đông. Nè, có chuyện gì vậy? Chết rồi, con ma nữ đã tới. Nè, bây giờ tính sao đây? Có phải là con yêu nữ ngàn năm không? Đi nào. Bỏ tiền cho chúng. Nếu không sẽ không kịp. Nè, cô nắm tay tôi đó. Chạy đi nào, nhanh lên. Đẹp trai quá, ta thích lắm.
Nè anh đừng đi nữa. Lúc nãy anh nôn nóng lắm mà. Sao bây giờ lại đứng dưới khúc cây? Anh hư lắm nha. Sao không báo trước cho người ta biết chứ? Làm cho người ta sợ chết đi được. Bây giờ anh hôn tôi đi. Hôn cái đã. Đừng lãng phí thời gian. Sư tỷ cô đang đợi cô đó. Nhớ lên nào. Đại sư tỷ. Được rồi, đừng có giả bộ nữa. Bây giờ không cần phải giả cương thi nữa đâu. Còn không mau đi nữa. Hãy mau giải thích với Bạch Trưởng Môn đi nào. Sao lại có ngực? Sư phụ tìm con hả? Đương nhiên rồi. Sao mày đứng ở đây không nói hả? Thầy, anh đừng nói nữa. Tôi không tin anh nữa đâu. Cô nghe tôi nói đi. Tôi không nghe. Lần trước anh nói là do sư huynh của anh. Lần này anh giải thích như thế nào đây? Tôi ghét chứ người ta lừa dối tôi. Thầy à, tôi không lừa dối cô đâu. Tôi thật sự yêu cô mà. Anh đừng cản được tôi. Nếu không tôi sẽ không khách sáo. Tôi phải nói làm sao cô mới tin nào. Tại sao tôi ngồi kiểu đến nhà của anh lại bỏ đi nào? Anh không biết nói gì phải không? Không. Em ơi, anh còn nói nữa hả? Tránh ra. Mời giúp một tay nào, nhanh lên, nhanh lên. Thất tinh ma nữ, ta còn chưa tìm ra ngươi nữa hả? Ngươi còn muốn đi đâu nữa sao? Cẩn thận, đây là con yêu ngàn năm. Tà cơ hả? Để mũi, hai người đây cho tôi. Dẹo ra ta đi. Lần này cô ra ta đi. Sư phụ à, con yêu này ghê quá. Mau chạy vào trong ngôi mộ cổ. Nhanh lên nào. Nhanh lên. Bố ta đang tới kìa. Chạy đi nào. Mở cửa, mở cửa, nhanh lên nào. Mau mở nó lên. Lên đi nào, nhanh lên. Mau mở cửa đi nào, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên nào, nhanh lên. Thức tinh ma nữ. Thầy. Thức tinh ma nữ. Thầy. Còn một viên. Quỷ nô. Đồ đáng ghét, tránh ra đi chết đi. Quỷ nô, không kịp nữa rồi, mau vào trong đây nào, nhanh lên. Nhanh lên nào. Nhanh lên nào. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên nào, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Sư phụ à, chúng ta không thù oán với cô ả. Tại sao sao ta lại không nói chuyện với cô ả? Bởi vì mới nói anh ngu ngốc. Anh chẳng biết gì cả. Đừng nói nhiều nữa. Mau xuống dưới đi nào. Đi nào. Bạch Trưởng Môn, tại sao con ma nữ cứ bám theo chúng ta? Đúng vậy. Sao cô ả cứ gọi Nhị sư tỷ là thất tinh ma nữ? Cô ả tới đây là tìm thái y. Tìm mũi hả? Tại sao lại tìm mũi? Sự việc là như vậy. Đến giờ ta cũng không thể nào giấu được mũi nữa. Lúc nãy con ma nữ đó tên là Tà Cơ. Cô ta đã chờ đợi 500 năm để cho ma nữ chào đời. Cô ta muốn kết hợp với ma nữ để mở cánh cửa địa ngục. Mũi chính là ma nữ của ma giới. Mũi là ma nữ hả? Không đâu, không đâu. Mũi đừng nôn nóng. Nếu như mũi lấy chồng và động phòng thì lúc đó ma khí của mũi sẽ bị phá. Không thể được, không thể được.
Không thể được. Không thể được. Thầy, 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 muội làm sao vậy? Nhị sư tỷ không sao chứ? Chết rồi, chỗ này sắp chịu không nổi rồi. Đừng sợ, ta sẽ tác với nhau để tiêu diệt con ma nữ này. Thầy, nhị sư tỷ, hai người mau động phòng đi nào. Ở trong phòng động phòng đi. Bây giờ hả? Đúng vậy. Được, nhanh lên nào, nhanh lên nào, nhanh lên. Không phải hai người, là thái y và anh ta. Nhanh lên nào, được rồi. Không được sư phụ, bây giờ cô ta vậy làm sao động phòng được? Sao lại không được? Vào trong thì sẽ được thôi, đi nào, nhanh lên. Sư phụ, nhanh lên nào. Sư huynh à, đệ thật sự không biết động phòng như thế nào. Đừng sợ, hãy nhớ những gì sư huynh dặn. Chịu khó một tí đi, động phòng cho nhanh, coi việc này giải quyết, nhanh lên nào. Không được, huynh nói được là được. Thế bây giờ huynh làm thử cho để coi nhá. Bắt chước nhá. Nhìn nè. Mọi người nhìn kìa, bố chứ vậy được không hả? Đừng có lãng phí thời gian, ngay lúc này đừng bày trò nhiều quá. Bây giờ quên làm thử cho để coi nhá. Vậy nha, hãy dùng ánh mắt này nhìn cô ta. Sau đó thì như vậy đó, chiều này sẽ nhanh hơn. Như vậy nè. Đồ hả luôn. Nè nè nè, không phải đâu, tôi chỉ làm thử thôi mà, cô đừng dẫn tôi mà. Vào đây, làm gì vậy? Sư huynh à, sư huynh làm gì vậy? Sao lại khóa ta để? Bây giờ nhiệm vụ của đệ là động phòng. Chết rồi. Chết rồi, hắn ta đã phá được một cửa. Chỗ này cũng sắp chữa nổi rồi. Đừng lo, chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác với nhau. Xin lỗi. Đại sư tỷ, mọi việc ổn cả rồi. Xem ra chúng ta cần phải bắt tay nhau để làm việc này mới được. Được, tôi muốn lâu rồi. Đúng đúng đúng. Hai môn phái hợp nhất, gió mưa sấm sét cuồng phong, mưa bão thần sấm thần sét. Cơ trưởng môn, cô gọi tôi hả? Gió. Sấm sét. Chết tôi rồi. Cô tỉnh rồi hả? Cô đang sợ sao? Thật ra tôi còn sợ hơn cô nữa kìa. Ngay lúc này làm sao có thể làm chuyện đó được chứ?
Thói quen xấu không sửa được. Một, hai, ba, quay. Cậu có cái này, sao cô không nói sớm chứ? Nói ra e rằng không hiệu quả đâu. Trì thiên nhất chủ quan. Ôi đẹp quá. Cứu thế giới, cứu thế giới. Là tiếng gì vậy? Đúng rồi, bây giờ trong đi nào. Đừng duy nhất, đừng duy nhất. Trời ơi, sao lại đến lòng nữ này? Tại sao lại như vậy chứ? À, là gì hả? Cô ta, anh ta hiếp muội. Có phải, không phải, không phải như vậy đâu. Cô ta, lúc nãy cô ta ghê lắm. Quỳnh đã dặn để là phải nhẹ nhàng mà tại sao lại như vậy? Để trong phòng kia gì vậy? Sao làm hư căn phòng luôn? Đồ ngốc. Trong phòng có cần làm đến vậy không hả? Thanh niên đúng là không có kinh nghiệm. Sau này sẽ không như vậy nữa đâu. Hay lắm, các người nói giỏi. Tự sư tỷ, anh ta đã làm cho nhị sư tỷ. Nhị sư tỷ đâu rồi? Chết rồi, mau ra ngoài. Quả ứng của cô ta không còn nữa. Thầy, thầy, anh đừng giữ mận. Tôi chỉ tạm thời ngăn chặn ma lực của cô ta mà thôi. Thầy, thầy. Chết rồi, khó kìa, khó kìa, khó kìa. Đổ rồi, nữa rồi, chạy đi, chạy đi. Tôi nói là chúng ta vào trong động tạm lánh. Cô nói gì? Tôi muốn nói là vào trong động tạm lánh. Mận Nhi, cô muốn làm gì nào? Sao tỷ lại có thể đánh nhị sư tỷ? Cho nên người ta mới nói, vạn vật sau khi chết đi cũng sẽ trùng sinh. Động trong động, nhưng trước khi cánh cửa ma giới mở ra. Giờ lại, đây cũng là cơ hội tuyệt nhất của tà cờ. Vậy là khi nào? Tối nay. Vậy là bọn yêu ma sẽ xuất hiện ở đây hả? Giờ tính sao? Tà cờ sẽ hợp nhất với cô ta. Tranh thủ họ chưa quá thân sòng. Chúng ta sẽ giết cô ta. Cô có thể làm vậy? Chết rồi, cô ta lại biến nữa rồi. Đại sư tỷ, mũi khó chịu quá đi. Trên trời dưới đất không ai làm gì được ta. Ta giết sạch. Tà cơ, người ngông cuồng vậy sao? Bây giờ ta sẽ tiến hành 2 nhập 1 và sẽ mở cánh cửa của ma giới.
Thầy, thầy, đại sư tỷ, cứu mũi giới, cứu mũi giới. Bám chặt vào nhã. Đại sư tỷ, cứu mũi giới. Cô không sao đâu, tôi sẽ nắm chặt. Cứu chữ môn, chuyện gì nào? Ông hãy nắm cho chặt vào. Chỉ cần kéo dài thời gian thôi là sẽ không sao. Lúc đó cánh cửa sẽ không mở ra được. Đừng gọi tôi là cứu chữ môn nữa, gọi tên. Ai gọi tôi là Thứ Nam. Thứ Nam. Được rồi, được rồi. Cuối cùng cô ta cũng gọi tên mình. Cuối cùng cô ta cũng gọi tên mình rồi. Đại sư huynh, bám chặt vào. Nắm chặt vào. Tôi biết cô thích tôi. Nhưng bây giờ tôi không thể nói được. Nếu tôi nói tôi sẽ bị tuột tay đó. Vậy anh còn nói gì nữa chứ? Chịu hết nổi rồi. Thái y. Để tôi giúp cô. Anh tránh ra. Thái y, thái y, thái y. Wow, là một hạt châu. Đúng vậy, đúng vậy. Không thể chậm trễ được. Biến. Kim thân là hắn. Để cô ta qua bên đó. Tên hòa thượng kia, ngươi tưởng ngươi thể làm gì được ta sao? Tà cơ, ngươi đã tu luyện hàng ngàn năm, vậy mà tính ma vẫn khắp. Là hắn. Nếu mà không dùng chính khí của thiên địa sẽ không tiêu diệt được tà cơ đâu. Hãy mau đưa cô ta về cõi ma. Tà cơ, ngươi đã làm quá nhiều chuyện xấu xa. Bộ tòa hôm nay sẽ... Trời, đánh hay quá. Đúng vậy, đúng vậy. Thầy, thầy, muốn làm sao vậy? Thầy, muốn tỉnh lại rồi. Đại sư tỷ, thí chủ, chúc mừng cô đã thoát khỏi ma giới. Anh ta bây giờ đã là La Hán rồi. Sao? La Hán à? Tức là thầy chùa. Đúng. Anh, thí chủ, thầy, anh ta đúng là La Hán rồi, anh ta lợi hại thật. Anh ta đã tiêu diệt ta cơ. Đương nhiên rồi, danh sư xuất cao độ mà. Chịu khó luyện công một tí đi. Đừng nói nữa, tại sao lại là Kim Thân La Hán? Anh là người gì? Bọn tỏa trước đây là La Hán ở nơi Phật tổ. Bởi vì kiếp trước có ân quán với tà cờ, nên mới đầu thầy làm liêu chứng và để kết thúc mối ân quán này. Chắc là kiếp này anh khờ vậy mà có thể làm La Hán. Vậy kiếp trước tôi là gì nào? Kiếp trước thí chủ là kỹ nữ Thanh Lâu, nhưng bởi vì lấy thân mình để phục vụ cho công chúng, cho nên kiếp này có hy vọng gì không? Đừng hỏi nữa, không hy vọng đâu. Vậy còn tôi? Kiếp trước anh là đạo sĩ, nhưng mà anh đã mắc quá nhiều bệnh ảo tưởng, không chuyên tâm tu luyện, vẫn còn hảo sắc, cho nên tôi nghĩ cái này anh khó thành chính quả. Vậy là tôi chết chắc rồi. Cũng chưa chắc đâu. Vậy tôi sẽ ra sao? Trái phải làm người khó, làm thần tiên cũng khó, làm ma làm quỷ cũng vậy. Nói cho cùng là có rất nhiều kiếp nạn. Cố gắng làm việc tốt. Ông nói rõ một tiếng có được không nào? Tại sao lại vừa người vừa tiên vừa ma? Bây giờ thế giới này lộn xộn quá. Mọi người chết sớm sẽ tốt hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phụ, cứu con. Đừng kéo chân ta, buông ra nào. Buông tay ra. Là hắn, đừng. Nghiệt súc, hôm nay ta sẽ tự chiến với ngươi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tỉnh lại nào, tỉnh lại. Người đâu cả rồi, đúng vậy. Thái y, Thái y, Thái y, mỗi không sao chứ, mỗi không sao, không sao thì hay lắm, mọi việc cũng qua rồi. Đỡ tôi với. Lưu Chấn, Lưu Chấn, anh có sao không, anh không sao chứ. Tôi không sao, Thái y, cô không sao chứ. Con mà nữa đó đâu. Được rồi, vì vấn đề an toàn, tôi quyết định đóng phòng với cô. Đóng phòng gì chứ, mọi gì xong cả rồi, còn đóng phòng gì nữa chứ. Trước sau thì cũng phải đóng phòng mà phải không? Thầy, mặc kệ anh. Thầy, thầy. Họ dự tính quá, khờ thiệt. Có làm sao vậy, cô bị thiếu chai hả? Anh hư lắm nha, đóng phòng. Anh bắt được tôi tính sao? Nè, để tôi chơi, để tôi chơi. Mận gì? Họ, ông không cần nói. Trừ khi ông có thể trẻ ra 10 tuổi hoặc là 20 tuổi gì đó. Cô nói thiệt chứ? Đương nhiên rồi. Đây là thuốc cải lão hoàn đồng tôi mới phát minh ra. Một viên là có thể trẻ 1 năm. 1 năm, 2 viên, 3 viên, 4 viên, 5 viên. Nè nè, Mận gì? Chết rồi, lại phải đếm lại từ đầu nữa. Em hứa với anh đi, được không nào? Anh tránh ra nào. Thôi được rồi, tới đây, tới đây. Đừng. Sư phụ mới uống gì vậy? Tôi giết anh. Sư phụ, anh hãy chết tôi rồi. Anh đã biến tôi thành một đứa con nít rồi.